của người nghệ. Anh Trạc Nghiệp phải không ạ? Em là Sơn Phi bên Quỷ Tư Thiền của hai nghề ạ. Chào anh. Chào em. Mời em ngồi. Dạ. Quỷ Tư Thiền này. Dạ. Bên những cái hoàn cảnh khó khăn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nói về hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì chia sẻ với em đi này. Nhà anh có thằng lính, thằng em trai anh. Dạ. Anh gầy chín từ nhỏ, bỏ bột quanh năm, sau lại bị tai nạn, chín cứa cả hai. 30 tuổi đấy như vậy sống bám không ăn được gì cả. Còn em trai nhá. Em gái anh hôm nay đi bơi cạn mập cầm, mất hai tay, không làm việc được chứ cả. Ôi, con cầu anh tay nàn được sôi bỏng cả người, trời ơi nhìn thương lắm. Mà quân nữa anh cũng cho đông mua cả. Từ bữa lo đi nhá. Nên là quỷ từ thiền nữa thì anh đóng góp gì hết ha. Đi. Thời gian quá. Từ bây giờ thiền. Lấy tiền tao không về đúng không? Hai nghề. Hai của người nghề. Trong trường hợp không nhấn được chuông, đơn giản thôi. Hãy phí đăng ký lại và click vào chuông. Đấy, yeah. 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 Yeah.